ngày này thấy bán mía lau nhiều quá mọi người ơi. Ờ đây đẹp quá. Bao nhiêu cây vậy? Đang cây nhiêu? 50 ngàn cây. Mấy phim bán luôn. Bán luôn. Bán luôn. Đây một coi cái đây một thử mía này luôn. Nhìn hay ghê á, cái ngày này người ta đi mua mía lâu nhiều ghê thiệt. Đây là ngày vía thần tài rồi. Ờ, hay ha. Nó chỉ là cái mía trắng thôi ta. À, mía thì nó có rất nhiều loại nhưng mà người ta chỉ mới mua cái mía lau này. Nhìn đã chưa? Ồ. À thì. Hay quá. Ồ, gặp cái bự luôn đó. Quay gì đây vậy? Là bán mùa bán bị cúng thần tài hay gì đây? Cúng vía trời gì đâu, mấy người ba tàu cũng... cúng vía trời. Còn cúng thần tài là khác nữa. Thần tài mùng 10, còn cái này mùng 9, cái này mùng 8. Mùng 8 là về hả? Mùng 9 rồi cúng cũng được nữa. Mùng 8 mùng 9 là hai ngày đó, ai cũng cúng ngày nào cũng chừng hai bên cửa ngõ vậy nè, rồi bông hoa rồi. Vậy hả? Con thấy là lạ quá. Vậy hả? Hôm qua đây, rồi. Đây gọi là ngày vía trời. Ngày vía trời. Đây là gọi là mía lau hả? Phải không? Không phải mía này, mía cây vàng nó không có nứt lóc nào đó. Vậy hả? Vậy là không phải gọi là mía lau. Không. Lạ thiệt á. Trước giờ là bây giờ mình mới thấy được cái phong tục ngày 8 mùa tiếng người ta đi mua cái mía này về cúng vía trời. Chắc ngày qua thì người ta hiểu hơn về cái phong tục này chứ thật sự đó là lần đầu tiên mình mới ra em mới gặp cái cảnh mà người ta đi mua mía thì đi bằng bất ngờ đi trên đường Lê Quang Sung mình thấy cái mía lau rất là nhiều. Các cái chợ ở khu vực quận 5, quận 11 thì trong cái ngày này đi là gặp bán mía này, người ta dựng lên những cái cây mía dài này thì thấy rất là hay. Đó, bán tôi bán đó là ai cũng vậy, ai cũng mua hai cây để dựng trước ngõ, mỗi bên mỗi cây, nhà mỗi bên mỗi cây. Này cây nhiêu vậy? Hai cây là nhiêu tiền? 70 ngàn. Rồi bắt đầu hai cây là 70 ca. 70 ca hả? Dạ. Vậy nó mẹ vậy liền. Không có thì 5 ca. Không có thì 5 ca. La làng vậy là không lên phải không? Dạ. Không có lên cái mặt chẳng lành thôi nha. Dạ. Rồi 80 ngàn ca. Dạ, tùy theo cây lớn nhỏ hả? Mía đẹp nhất vậy đó. Nhất. Có, dạ là có có phân ra nữa. Hay à, mỗi ái giờ mình chở về cái lượng mía nhiều ghê chứ. Thấy đây phải cả mấy tấn đó trời. Coi về cho nặng lắm á. Dạ. Con tình cờ con đi ngang qua đang thấy lạ quá. Trước giờ không biết cái này. Dạ có chứ. Dạ. Tiền Giang chợ gạo. Cô hả? Dạ. Tiền Giang chợ gạo. Tiền Giang chợ gạo. Dạ. Rồi. Chiên da bán mía Tết. Dạ hả? Vậy là cô là dân Tiền Giang. Đều đều đem đi. Nào đều đều á.
gian chờ gạo người già bán mía Tết. Thầy bóng chịu nó thôi á. Chờ gạo đi nha. Dạ. Mới đầu vô rồi nó cho đàn mà. Dạ. 40 càng cũng có nữa kìa. Lấy cái gì vừa ngon. Nghe. 6 còn hơn em nữa. 6 còn hơn em nữa kìa. Quay chứ vậy? Quay có tiền không người ta vậy? Dạ. Thấy nó cũng hay quá. Giờ quay chia sẻ. Quay chi vậy? Hả? Quay chia sẻ một cái gái đó mà. Dạ, mía Tây Lai. Mía Tây Lai cũng cái người qua. Mía Tây Lai hả? Ừ, Tây Lai. Tây Lai lâu lai à. Ờ. Đúng ngày vía thằng trời. Ngày à. Vía trời. Vía trời. Hay nè, ừ. Ờ. Ủa vậy là ngoài cái mía thì mình còn cúng cái gì nữa ta? Cái ngày này đằng đông lắm mà ta cũng người qua không biết cái đông tháp, thằng bông tháp đồ á. Cái đồ tháp á mấy cái bờ cái dần dần. À rồi biết cái đó rồi. À cái tháp á. À, bán nhiều ông qua cái đường Nguyễn Trãi á, mấy cái thu nó nhiều lắm. À dạ đúng rồi. Cái này chính hàng. À ngày này ngoài. Hay quá ha. Mía Tây Lai. Đây ở bên này là cây nó đẹp nè. Quá đẹp luôn. Người ta buộc cây đọt kìa. Đặc biệt là miếng này thì chặt gốc thôi, còn lá để lại hết đi. Cô giới thiệu hai thiệt các trời. Cô vậy là trong ngày này người ta chỉ cúng cái mía này thôi hả? Còn các loại mía khác là không cúng được. À dạ. Hey. Mía này là mình cũng chuyển từ Tiền Giang ra đây không? Tiền Giang chợ gạo. Dạ là cô cũng bán có thâm niên ở đây nè ha. Hả? Bán cái mía này chắc. Bán ờ, năm nào? Mùng 6 bán tới mùng 8. Dạ là bán tới chiều nay nữa là kết thúc. Sao anh lấy bó hay vậy? Anh lấy giống cây này. Giống? Kiểu hai cây nó giống nhau. Cô này bán hàng vui vui tính rồi. Cô này bán hàng vui tính luôn rồi ơi. Cứ mùng 6 tháng Giêng là cô bắt đầu lên cái chỗ Lê Văn Xung, đường giao Lê Văn Xung với Phạm Đình Hổ thì cô đổ một đống mía để bán. Cúng vía trời của mùa hoa. Màu xanh đó. Ừ. Màu xanh đó. Màu xanh đó. Nhiều lắm luôn. Đó, đây nè. Này được không anh em? Này được không anh em? Ngọt sớm luôn. Chị 40 tôi cũng có bán nhưng mà nó sần 6 hơn tôi nữa. Mía 40 2 cây cũng có nhưng mà có cái là nó còn 6 hơn tôi nữa.
mía to thẳng thì người ta thường chọn những cái mía vậy á. Dạ. Mấy cặp này đẹp rồi. Dạ dạ đẹp không lựa. Rồi lại đặt lại. Thứ của chị em đâu á, ăn ruộng á. À đang ghi đó hả? Ăn ruộng. Cái gì vậy? Cô nó kìa, được một cái là tính thật tạ. Nói bên kia cũng có cặp 40 nhưng có cái nó là của 60 tao nữa. Không phải đấy. Dạ, không có nước nước. Thư sau xem lại đây con trả lại giúp tôi. Cô uống nước lạnh rồi chịu mà. Điều đặc biệt nữa là cây mía nó phải lành lặn, nó không bị nứt, nó không bị sâu, nó không bị, nói chung là mía phải đẹp. Đây. Nó 10 cây như mày nó chỉ khác nhau ở cái kích thước và cái có nghĩa cây lớn với nhỏ thôi. Còn nữa từ gốc tới ngọn là phải là không có bị một cái gì hết cả. Ta mua cái một cặp vậy này bắt đầu ra là bác thì cô nè cô vui tính quá. Trời ơi, cô Huỳnh nói thế. Quay sao mà con người ở nhà nó quay lên nó giống má luôn quá vậy nè. Vậy là một năm cô vậy lên bán một lần thôi hả? Một lần thôi. Dạ. Đẹp rồi đó. À, không những cái thân mà nó phải cái lá nữa kìa, cái lá cho nó đẹp nữa kìa. À, phải cái lá nữa kìa nha mọi người. Đông, đông mua ai với kia nữa kìa. Nó nói chung là đủ giá từ 40.000, 50.000, 70.000. Về cái tục cúng vía trời hay là cái tục cúng ngày mùng 19 của người Hoa thì mà chắc là mình sẽ tìm hiểu rồi mình rồi người ta có mua cái đồ cúng được à, và cho mua cái mía này về cúng thì người ta có cái đồ nữa, người ta cúng trong cái ngày mùng 8 cúng ngày bên đây 8 mùng 9, ai mà cúng trễ thì mùng 9 cũng được, nhưng mà chắc người Hoa người ta cúng nhiều vào ngày mùng 8. Quay là lát phải cho mà nhiều họ tin cua nha. Ờ. Vì nhà mỗi năm thì ở phía Tiền Giang chị lên bán một lần tới cái loại mía này, bán để cho người qua người ta cúng cái vía trời. Từ trước giờ mình không biết cái lễ hội này luôn, cũng không biết cái tục lệ cúng
dưới trời kìa, không có để ý nữa. Mặc dù là ở Sài Gòn rất là lâu luôn nhưng mà nhiều cái văn hóa phong tục của người Hoa thì không có rành lắm đó. Để lên cái phần mô tả để mọi người tiện theo dõi ha. Nhưng mà